Các bạn ơi, và trong video ngày hôm nay tụi mình sẽ thực hiện thử thách một ngày lạc vào Free Fire. Yeah. Em là một siêu xạ thủ trong game đấy luôn. Thôi thôi, bạn đừng bốc phét vào trong game để biết nhá. Nào. Ôi trời ơi! What the hell? Oh!
Ta-da! Kiểu gì? Ui rồi ơi, thế này cũng đòi chơi. Chơi chả biết chạy đi đâu, chả bắn nhau chả gì luôn mà cũng thắng. Đúng rồi, mình lại là người thua cuộc chứ. Thôi các bạn ơi, chắc chúng mình phải kết thúc video ở đây để luyện tập lại để thắng chị ông rồi các bạn ạ. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye, bye, bye.